vượt qua tặng nhiều quá. Không, không phải là tặng cho thầy mà thầy tặng cho chứ ai hiểu tích thiện là quan trọng. Và thế là ông không thể từ chối được. Thế rồi, hôm sau, đây nó kết hợp B2B với B2C xong. Khi ông thầy giảng bài, thì ông thầy nhớ rằng có một người nói về tích thiện và trong tay có sẵn cái lược, lấy ví dụ luôn. Đây này, chúng ta phải tích thiện như là chải đầu hàng ngày này. Như là chải đầu hàng ngày. Thế thì thằng ấy nó ra ngoài nó tuyên truyền, bảo anh chị em nên vào cái chùa này và phải nghe bài giảng của ông sư này, phải dự cái B2B này, nếu không thì sẽ chết. Phải nghe. Thế mọi người bảo tại sao phải nghe? Bởi vì nếu anh chị có duyên thật sự sẽ được tặng món quà mà không bao giờ chùa nào có. Không bao giờ. Thế là mọi người tò mò đến và bảo thế đó là gì? Đó là cái quà rất đặc biệt, nhưng phải ngồi gần thầy và hỏi thầy quà đâu. Thế ông thầy hỏi quà đâu thì nó có sẵn, bỏ nó 10 lâu rồi thì bắt đầu mới được tặng quà. Và trong chùa ấy, sự bình đẳng là cực kỳ quan trọng. Tôi được quà và anh không được quà. Ví dụ mỗi người ra khỏi phòng này được tặng 1 triệu thì cái người không được 1 triệu cực kỳ điên. Tại sao tôi không có quà? Thế là ông này tự nhiên hình thành một nhu cầu, mình phải mua. Nhưng nó lại để sẵn một đống ngược rồi, nó không thể cho được. Ôi mày ơi, bán cho tao ít được. Lúc đấy mới trích công đức ra. Trong cái đó một mặt ở ngoài nó mở một chuỗi franchise để được tích thiện. Cái thằng đi chùa về không mua được hết đâu tôi. Thì ra ngoài mua, đi chùa đi ra. Nhưng mà khác thôi á. Thì tôi có cô đọng lại rất nhiều điều anh chị đã nghe từ sáng đến nay. Bán hàng phải có hiểu được người mua và người bán. Cái gặp gỡ đấy rất giống như tán gái hoặc là với vợ. Không thế thôi. Cái tình trạng là chúng ta họ phải, mình phải hiểu cầu, họ sẽ phải tìm, tức là khách hàng sẽ cầu, tìm, chọn và quyết hàng. Họ có nhu cầu trước vì một lý do nào đó, dù do thằng hàng xóm nó mua cái xe mà mình phải mua thì nó là có nhu cầu. Doanh nghiệp cũng vậy thôi, nhưng mà ta sẽ đi tìm bằng mọi phương tiện, họ chọn, họ quyết, quan trọng nhất là quyết, và sau đó mua về bán rồi thực hiện đổi ngu thế, nghe cái bọn marketing nó xuống dại. Ví dụ tôi không bao giờ tin là Hùng Ngọc Hà để dùng xăng siêu hàng ngày đâu ạ. Thế đấy, dùng xăng siêu hàng ngày là tóc chết hết. Xin lỗi nhé, nhưng mà các bạn whatever cả. Nhưng mà sự thật là sự thật, kiểm soát hóa chất của ta quá kém. Nhưng mà người ta vẫn quyết đấy, vì tình cảm, vì thích Hùng Hà cứ mua. Rồi, nhưng mà cái người làm B2B ấy, nó dài dòng hơn cái người làm B2C này. Là người ta phải gặp, gợi, giới, giải, giúp, giữ. Tôi 6 chữ đầu. Tôi dùng tiếng Việt thôi, tôi thuần Việt. Gặp mà phải gặp bằng được, ngồi mà chắc chứ. Nhân viên của tôi, mày cũng sang gặp đừng có tao bán. Tôi đã từng bị đuổi ra khỏi văn phòng rất nhiều lần làm B2B rồi. Đừng có ngồi nhà mà tán hết. Phải gặp mới hiểu được cảm xúc, mới hiểu được người ta quyết định thế nào. Sau đó phải tìm cách gọi, kể cả ăn mặc sexy. Nhưng mà cẩn thận nhé, cái giờ của B2B là khi sexy là mất người, mất của luôn. Từng tuyển một cô sexy như thế và mất cả gì tất cả. Nên là đừng chọn những người sexy còn. Tiền mình không bằng, tầng khác nó vào hay mình đã đào tạo rất giỏi rồi, nó chỉ trả lương cao hơn, thế là mất luôn. Đấy nhá. Đấy, chúng ta phải gọi cái nhu cầu của họ xong rồi giới thiệu đúng cái họ cần. Khách hàng bây giờ phải tiết kiệm thời gian không? Phải giới thiệu đúng cái họ cần và phải giải tỏa những gì mà họ thắc mắc, họ nghi ngại. Và phải giúp được họ ra quyết định ở thời điểm cần thiết. Đó chính là cái nghệ thuật thương lượng của người làm B2C, à B2B. Và cuối cùng, phải giữ bằng được. Tôi phải chia sẻ rằng cái người làm B2B giữ khách hàng còn quan trọng hơn là tạo ra khách hàng. Khách hàng đang giữ được. Tôi làm về đào tạo trong 14 năm qua có những khách hàng luôn luôn là chọn tôi. Tôi không cần phải làm marketing nhiều. Tôi chỉ việc làm thế nào chăm sóc khách hàng thật tốt. Tuy nhiên nếu mà không chưa được để giữ khách hàng thì làm sao có được. Thật ra giữ khách là cực kỳ quan trọng. Nó chỉ có mấy thứ đó thôi, nhưng mà có một kỹ thuật. Là kỹ thuật nó hơi lằng nhằng một tí, cái này thì là đây. Tại vì tôi được học ở bên Mỹ và mô hình này rất ít phổ biến ở Việt Nam. Ở đây bao nhiêu người đã từng nghe đến từ Competitive Intelligence? Xin mời. Ok, có được nghe đúng không? Có ai được nghe cái bí quyết 8 bước của Intelligence không ạ? Quên rồi, bởi vì nó quá rắc rối luôn. Những công ty áp dụng Business Intelligence bây giờ là áp dụng công nghệ. Ví dụ một số cái siêu thị bây giờ dùng công nghệ để ra quyết định nhập kho, xuất kho rồi thay đổi hàng hóa. Mà thưa anh chị, đây là kỹ thuật của con người bởi vì nó sẽ xử lý thông tin phi cấu trúc. Có một hệ thống thông tin nào để biết rằng vợ của ông giám đốc
không một công nghệ nào tích hợp được điều đó. Tại vì nó là thông tin phi cấu trúc và ngay tức thời, bởi vì cái sở thích của khách hàng thay đổi xoành xoạch, một ông giám đốc mà thay đổi xoành xoạch thì chúng ta phải liên tục thu thập thông tin. Và cái quy trình nó đơn giản như này thôi. Nếu các bạn có một cái cơ hội nào, tôi sẽ chia sẻ sâu hơn trong một số bước sau khác. Nhưng mà cơ bản nó chỉ có 8 bước như này này. Đầu tiên phải nghiên cứu về người ra quyết định ở hai phía, người mua và người bán. Chúng ta là người bán hàng nhưng đừng biết là ông sếp ông có đồng ý ở thời điểm chúng ta cần thay đổi giá hay không. Nhưng tôi đang nói về phía bên mua trước, là phải biết rằng họ quyết định dựa trên cái chủ đề gì. Tiếng Anh gọi là key decision topic, các cái topic gì họ thảo luận. Ở cái bàn đấy, ở trong cái hội đồng quản trị đấy, trong cái ban giám đốc đấy, người ta sẽ nói về cái gì thì người ta mới mua. Không hiểu về topic, đừng bao giờ bán hàng B2B. Tiếp này, sau khi họ thảo luận về cái chủ đề đó thì câu hỏi gì hay được hỏi. Có những ông thì chuyên luôn hỏi giá bao nhiêu, ông bảo thằng ấy thế nào. Nhớ là cái người bán hàng rất sáng mà cực kỳ khó, chúng tôi đôi khi được gọi là cái dân bán nước bọt đấy, mà xúc miệng không cẩn thận cũng không ai người ta thèm đến gần nữa. Nên bán rất sáng khó vô cùng. Thế nhưng làm thế nào để bán được? Đương nhiên phải hiểu rằng người ta quyết định như thế nào. Tại sao người ta bỏ một đống tiền cho một cái thứ vớ vẩn như vậy? Không đơn giản, đúng không ạ? Đó là mình phải hiểu là họ hỏi cái gì. Quan trọng nữa này, họ sẽ điều tra thông tin gì. Nếu mà chúng ta đứng trước một khách hàng mà biết chắc là người ta sẽ điều tra cái gì của chúng ta thì cái việc đưa thông tin gì lên mạng là quan trọng. Đừng nghĩ là cứ Facebook đưa đủ các thứ khác cũng không bao giờ người ta quan tâm luôn. Có những thứ là vô nghĩa, có những thứ chúng ta lãng phí thời gian. Chúng ta phải vào đúng cái họ cần và đúng cái hôm đó. Bằng chứng là mua bất động sản. Ở đây chúng ta có ai bị quấy nhiễu bởi vì những dân bất động sản ngoài hàng ngày không? Em gọi từ thiên đường là tại sao mày biết tao sống ở địa ngục không? Em gọi từ công ty gia sư là tại sao mày biết tao vô học? Đấy, đau đầu đến mức mà nó điên tiết. Để trả lời như vậy, email gọi điện spam quá nhiều. Rồi nguồn tin đến từ đâu? Đây có những khách hàng người ta chỉ đọc báo thôi, đúng không? Có những khách hàng cứ phải vào internet, vào cái trang này nữa. Mình phải biết chính xác là người ta tìm thông tin ở đâu. Rồi sau mình mới nhồi nhét. Bởi vì mình phải gì? Họ sẽ phải thu thập. Đấy, nó gọi là IC Connect như thế nào. Có những người thu thập thông tin thông qua hội chợ triển lãm. Đấy, có những người mua hàng. Tôi lấy ví dụ như ngày xưa một hãng máy bay đề nghị tôi làm đại diện một hãng máy bay Canada, yêu cầu tôi là phải chơi gôn. Nói rằng anh muốn tiếp cận mấy anh mà mua máy bay phải chơi gôn, còn không biết chơi gôn thôi. Ở chỗ đó là chỗ người ta bàn việc. Thế mà mình cứ loay hoay chơi tennis, còn đâu? Đấy, thì ta thu thập thông tin ở chỗ gôn. Thế thì thu thập thế nào, phân tích ra làm sao và truyền đạt cho ai? Thì hai cái quy trình này nó phải gặp nhau. Người mua ra ở thời điểm ra quyết định và đúng là lúc chúng ta quyết định bán. Đấy, thì cái kỹ năng CI ấy, nó là kỹ năng để giúp chúng ta thu thập thông tin để ra quyết định. Thời gian của tôi đã hết, bây giờ hỏi. Cảm ơn các bạn.